Minh Duong Tu Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu, ngày này là ngày Giáp Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Tận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, sơn đầu hỏa, ngày Giáp Tuất tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn đầu hỏa, kỵ tuổi, Mậu Thìn, Canh Thìn, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi và Tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, xấu mọi việc, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Ngũ Quỹ, kỵ về xuất hành, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Tứ Thời Cô Quả, kỵ về cưới hỏi, sao Quỷ Khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có điểm báo sẽ có nguy cơ mất tiền hao của, tài sản của bạn khó có thể giữ được trong ngày hôm nay. Và có thể với bạn tuổi Tý, vì sự chủ quan mà bản mệnh đánh mất đi một khoản tiền không hề nhỏ. Do đó, bản mệnh tuổi Tý trong ngày này nên hành động thận trọng hơn, cẩn tắc vô áy náy, làm gì cũng suy nghĩ tới tính an toàn đặt lên hàng đầu bạn tuổi Tý nhé. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn mệnh cũng có phần ảm đạm, với nhiều nỗi buồn đang vây quanh. Tình cảm gia đình cũng có sự mâu thuẫn, đôi bên không thực sự hiểu và thông cảm cho nhau, cho nên có nhiều vấn đề xảy ra. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, chưa có được nhiều cơ hội để cải thiện về vận trình tình cảm hiện tại, bạn đành phải ngậm ngùi tiếp tục kiếp FA mà thôi nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim có nguy cơ hao hụt về tiền bạc, tài sản từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy vì sự chủ quan cho nên đánh mất đi một khoản tiền không hề nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên hành động cẩn trọng hơn, cẩn tắc vô áy náy. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, con đường tình duyên ảm đạm, có nhiều nỗi buồn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm gia đình có những mâu thuẫn, đôi bên không hiểu và thông cảm cho nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 14, số 89, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ nâng đỡ cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều sự khởi sắc. Với bạn tuổi Sửu, làm việc thận trọng, nghiêm túc, luôn có trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao, xử lý công vụ được thỏa đáng, cho nên rất được lòng cấp trên và cấp dưới, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được hài hòa. Ngày này, công việc của bạn tuổi Sửu diễn ra được thuận lợi, hứa hẹn con đường tương lai của bạn sẽ được rộng mở, thu nhập sớm có được sự cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, dù bạn làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đôi lúc với bạn tuổi Sửu lại thiếu đi sự linh hoạt và mềm mỏng cần thiết. Vì vậy, bạn cần phải chú ý cái vấn đề này nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí quá vượng và cũng là nguyên nhân dẫn tới những ức chế, tranh cãi không cần thiết xảy ra với bạn. Và nếu như bạn tuổi Sửu không biết dung hòa, rất có thể bạn sẽ là người khơi mào cho những mâu thuẫn. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình tốt hơn để tránh xảy ra những xung khắc không đáng có. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có thái độ làm việc thận trọng, nghiêm túc, có trách nhiệm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, xử lý công vụ được thỏa đáng, cho nên rất được lòng mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, công việc diễn ra rất thuận lợi, hứa hẹn con đường tương lai của bạn sẽ được rộng mở. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đôi lúc thiếu đi sự linh hoạt, mềm mỏng cần thiết. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cố gắng kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình, tránh khơi mào cho những mâu thuẫn xảy ra. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay. Và trong ngày này, đặc biệt với bạn tuổi Dần sẽ có được cơ hội gặp được quý nhân là rất lớn, và quý nhân sẽ giúp cho bạn giải quyết được nhanh gọn mọi công việc, luôn luôn dẫn đầu, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Với những người đang giữ những chức vụ quản lý, lãnh đạo thì lại càng có lợi thế hơn. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần không chỉ mang lại sự thuận lợi cho sự nghiệp của bạn mà bạn đang có được cát khí lan tràn trong ngày hôm nay, mang tới cho bạn có được những cảm xúc lãng mạn, tuyệt vời trong chuyện yêu đương. Tình yêu của hai bạn bắt đầu từ những điều bình dị và nhỏ bé, không cần phải quá rầm rộ, bạn vẫn cảm nhận được hạnh phúc ngay ở bên cạnh mình nữa nhé. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, vận may còn tiếp tục mỉm cười với bạn khi bạn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, mang đến cho bạn có được những tin tức khả quan cho tài lộc của mình nữa nhé. Với những kế hoạch về đầu tư trước đó của bạn, bắt đầu sẽ có thu về lợi nhuận, các khoản thu lỗ cũng dần được bù đắp vào đó, và đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra sau quãng thời gian cố gắng thầm lặng vừa qua nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ xã giao diễn ra thuận lợi, có được nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, giải quyết nhanh gọn mọi công việc, luôn dẫn đầu mọi người. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có cảm xúc lãng mạn, tuyệt vời trong chuyện tình yêu lứa đôi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, con đường tài lộc của bạn đón nhiều tin tức khả quan. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, kế hoạch về đầu tư trước đó của bạn có thu về lợi nhuận, khoản thua lỗ cũng được bù đắp. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 45, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp nâng đỡ. Cái điều này cho thấy sự nỗ lực trong công việc của bạn đang được đền đáp xứng đáng, và với chính tư tưởng cởi mở và tư tưởng phóng khoáng của bạn sẽ giúp cho bạn gặp được những người đáng tin tưởng và giúp ích cho công việc của bạn rất chi là nhiều nữa nhé. Và trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, mọi chuyện tưởng chừng như sẽ được suôn sẻ, nhưng có thể sẽ xuất hiện những sóng gió dựa chừng do có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão có thể sẽ vấp phải họa tiểu nhân, ganh ghét, tìm cách ngáng trở con đường mà bạn đang đi. Do đó, với bạn tuổi Mão, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có Mộc Thổ xung khắc, và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Mão có thể sẽ gặp không ít những trục trặc trong chuyện tình cảm của mình. Và nếu như bạn tiếp tục không trân trọng mối quan hệ tình cảm hiện tại thì bạn sẽ tạo cho người thứ ba có cơ hội chen chân và cướp mất người mà bạn vẫn luôn ở bên cạnh của đó bạn tuổi Mão nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nỗ lực trong công việc đang được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, gặp được những người bạn đáng tin tưởng, hữu ích nhờ tư tưởng cởi mở, phóng khoáng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đề phòng họa tiểu nhân, ganh ghét, tìm cách ngáng trở con đường mà bạn đang đi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, có điểm báo kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào mối quan hệ của hai bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang có điểm báo gặp không ít trở ngại trong công việc của mình do bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gây ra. Và với bạn tuổi Thìn, cho dù bạn mệnh là người kiên trì và có tài thực sự, nhưng bạn vẫn mất đi phương hướng và không biết nên làm như thế nào để có thể thoát khỏi cơn mông lung như thế này nhé. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn đưa ra các kế hoạch về đầu tư. Trạng thái về tinh thần của bạn bất ổn sẽ khiến cho bạn đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm hoặc là rơi vào bẫy lừa gạt, lợi dụng của những kẻ tiểu nhân. Thua kêu này ta bảy kêu khác. Nhưng bạn tuổi Thìn cũng đừng có nóng vội mà tự mình hại mình nhé. Đặc biệt đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn cần phải hết sức dè chừng với những lời đường mật ở bên tai. Bạn sẽ không biết được ai là người thật lòng với mình và ai chỉ đang dụ dỗ bạn. Chỉ một phút lơ là, nhẹ dạ cả tin, bạn có thể đánh mất đi tất cả những gì mà bạn đã nỗ lực gây dựng từ trước tới nay nữa nhé. Về câu quýt cho bàn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa gặp nhiều trở ngại trong công việc, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ dễ mất phương hướng dù đã rất nỗ lực, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc ngày hôm nay không phải là thời điểm thích hợp cho các kế hoạch về đầu tư, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim tránh nóng vội đưa ra các quyết định trong ngày hôm nay bởi tinh thần của bạn không được tốt, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy cần phải dè chừng với những lời đường mật ở bên tai. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 49, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu tha hồ đón tin vui về tài lộc khi trong ngày đang gặp được ngày có thiên tài che chở. Ngày này đối với những bạn làm công ăn lương thì rất có thể sẽ có thêm được nguồn thu nhập từ ngoài nguồn thu nhập chính và có thể là khoản tiền thưởng cho những cố gắng và nỗ lực từ trước đó của bạn mệnh trong công việc, và dù là ít hay nhiều đi chăng nữa cũng là sự động viên cho bản thân bạn vào lúc này nhé. Trong ngày này, đối với những bạn theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì có được một ngày buôn may, bán đắt, hàng hóa lưu thông một cách nhanh chóng, hàng hóa ra vào nườm nượp. Và nhân cơ hội này, vận may đang đến với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tìm cách đổi mới, đa dạng các mặt hàng mà mình đang có để thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cũng cho thấy con đường tình duyên của bạn đang vô cùng là thắm sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn sẽ có được một ngày tràn ngập tình yêu. Với bạn tuổi Tỵ đang còn độc thân, rất có thể sẽ được kẻ đưa người đón, nhiều người sẵn sàng vì bản mệnh mà làm bất cứ điều gì nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được hanh thông, có nhiều nguồn thu bên cạnh thu nhập chính. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thu nhập được thăng tín, tạo ra động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, có được một ngày buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên tìm cách đổi mới, đa dạng hóa hàng hóa để thu hút thêm nhiều khách hàng hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên được thám sắc, đào hoa nở rộ. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 91, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Ngọ có được một ngày tinh thần phơi phới khi mọi chuyện đang phát triển đúng như những gì mà bạn đã mong muốn. Với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì, cũng như là nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp ở nơi công sở nữa nhé. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, về tình hình tài chính của bạn ở thời điểm này đang dần đi vào ổn định và có xu hướng bền vững hơn. Với bạn tuổi Ngọ, không còn phải thấp thỏm lo âu như những ngày đầu mới tiến hành các dự án về kinh doanh hay là đầu tư nữa, mà tới lúc bạn thảnh thơi thưởng thức thành quả mà bản thân mình đã gặt hái được nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này còn giúp cho bạn có được nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, đang có được nhân duyên rất tốt đối với những người khác giới. Và nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn, bản mệnh sẽ có không ít được những cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Bạn đừng có mãi khép chặt trái tim mình và chối bỏ hạnh phúc đến với mình như vậy bạn tuổi Ngọ nhé. Vài câu quýt cho bạn Tử Ngọ trong ngày thứ 6 này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tinh thần phơi phới khi mọi thứ tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhiệt tình giúp đỡ người khác, xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp ở nơi công sở. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính của bạn đang dần đi vào ổn định và có xu hướng bền vững hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có thể thảnh thơi thưởng thức thành quả mà các dự án kinh doanh mang lại cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân nên mở rộng trái tim mình, đón nhận hạnh phúc đến với mình. Và đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 65, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng cam, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay đang có điểm báo có thể sẽ phải chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Sự chân thành của bạn dường như vẫn chưa thể đổi lấy niềm tin ở nơi người ấy. Tình cảm của hai bạn đang lung lay như ngọn nến tức gió, khiến cho cả hai đều bị dằn vặt rất chi là nhiều. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi ạ, có vẻ như những chuyện buồn trong chuyện tình cảm của bạn khiến cho bạn dồn hết tâm tư vào công việc để quên đi muộn phiền đó. Ngày này với bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân mình. Bạn đang quyết tâm để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, gặt hái thành công, thành quả nhận về hoàn toàn xứng đáng với mình nhé. Chẳng những vậy, trong ngày này với bạn tuổi Mùi, không ngại khó khăn, bạn sẵn sàng lăn xả để có được hiệu quả công việc như mình mong muốn, và điều này khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng và đánh giá bạn rất cao, và có thể với bạn sẽ được xem xét, cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tình duyên bấp bênh, chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sự chân thành chưa thể đổi lấy niềm tin ở nơi người ấy. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có được nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân mình trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, quyết tâm để đạt được mục tiêu, gặt hái được thành công. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cấp trên hài lòng và đánh giá cao với những biểu hiện của bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội xuất hiện, chia chở cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay thêm phần được rộng mở hơn. Với bạn tuổi Thân, nửa kia dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn, vất vả mà bạn mệnh đang phải gặp phải, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa. Điều này khiến cho bạn vô cùng là cảm kích nhé. Và có được điều này với bạn tuổi Thân là nhờ bạn đã chọn cách chia sẻ thẳng thắn với người ấy, dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục đối phương lắng nghe mình. Bạn hiểu rằng càng giấu giếm sẽ càng bất lợi cho mối quan hệ của mình, cho nên lựa chọn nói thẳng thắn, nói thật là phù hợp với bạn trong cái thời gian này nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc của bạn đang ở thời điểm không có điều gì đáng phải lo ngại, mọi thứ phát triển đều đều, áp lực không quá lớn, bản mệnh sẵn sàng chiến đấu dù bất cứ vấn đề gì xảy ra, không để cho khó khăn khiến cho mình phải lùi bước. Có thể thời gian tới với bạn tuổi Thân sẽ được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện để cho bạn phát triển về năng lực của mình hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên được hanh thông, đôi lứa thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, được nửa kia thông cảm cho những khó khăn, vất vả hiện tại mà bạn đang gặp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chia sẻ thẳng thắn giúp cho mối quan hệ của bạn luôn bền vững. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, công việc tiến triển đều đều, áp lực không quá lớn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có thể được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện để cho bạn phát huy năng lực của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 46, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dậu cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt. Để tính khí nóng nảy chia mở lý trí khiến cho bạn đang mắc phải nhiều sai lầm trong việc xử lý những vấn đề trong mối quan hệ của mình, thậm chí vướng phải họa tiểu nhân lúc nào không hay nữa bạn tuổi Dậu nhé. Và trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, may mắn là bạn đang gặp được ngày có chính ấn chia chở. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu nên tập trung làm tốt công việc của mình thì hơn là để cho những công việc bên lề làm cho mình bị phân tâm. Từ giờ đến Tết âm lịch còn rất nhiều vấn đề đang còn tồn đọng mà bạn không thể nào lơ đi được. Nếu không, bạn đừng có mong ăn Tết được an nhàn, nghỉ ngơi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có Thổ sinh cho Kim Vượng, cho nên về phương diện tình cảm của bạn đang có được nhiều dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, hai bạn có thể nổ ra chút ít xung đột liên quan tới vấn đề về tiền bạc trong gia đình. Chỉ cần bình tĩnh, trao đổi rõ ràng với đối phương là mọi việc sẽ lại thêm êm đẹp cả mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, chú ý kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chớ để cho sự nóng nảy chia mờ lý trí mà xử lý sai. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đề phòng vướng về họa tiểu nhân, xử lý mối quan hệ không khéo léo. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên tập trung làm tốt công việc của mình là hơn, đừng có phân tâm cho những công việc bên lề. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, phương diện tình cảm của bạn có được nhiều chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 79, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo họa tiểu nhân đe dọa tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay, nhắc nhở bạn tuổi Tuất chớ nên chủ quan lơ là trong ngày này nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tuất chỉ một chút bất cẩn với những công sức của bạn bấy lâu nay cũng có thể sẽ đổ xuống sông, xuống bể bất cứ lúc nào, khiến cho bạn phải trả giá khá chi là đắt nữa. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, gặp khó khăn là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng bạn đừng quá lo lắng. Nếu như bạn có đủ bản lĩnh và tinh thần lạc quan thì mọi chuyện sẽ không quá bế tắc như bạn vẫn nghĩ. Bạn hãy coi đây là những thách thức trên bước đường đi tới thành công. Trải qua lần này, bạn sẽ tích lũy được cho bản thân mình những kinh nghiệm hết sức là quý giá nữa nhé. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ, lại không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này, với bạn tuổi Tuất, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, chớ nên chủ quan lơ là khi trong ngày đang có vận tiểu nhân khá vượng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chỉ một phút bất cẩn có thể khiến cho công sức của bạn đổ xuống sông, xuống bể bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có đủ bản lĩnh và tinh thần lạc quan sẽ sớm vượt qua được những bế tắc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, học cách đối mặt và dũng cảm vượt qua những khó khăn để đến với thành công. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tích lũy được những kinh nghiệm quý giá trên đường đi tới thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 66, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn thêm phần quyết đoán trong công việc của ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn tự tin tưởng vào sự lựa chọn và các kế hoạch mà bản thân mình đã đưa ra. Không ai có thể thay bạn quyết định được bất cứ điều gì. Thế nhưng, đôi lúc với bạn tuổi Hợi cũng nên lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác để có cái nhìn đa chiều, hạn chế những rủi ro, rắc rối xảy ra với mình. Và ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này gây ra những tác động không tốt tới mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Một người thì nồng nhiệt, người kia lại thờ ơ, lạnh nhạt vì đang bận rộn với nhiều thứ khác nhau. Tình cảm cứ thế bị lên xuống thất thường theo nhịp cảm xúc, khiến cho khoảng cách giữa hai trái tim ngày càng lớn dần hơn. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này, theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần nằm ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với bạn tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thêm phần quyết đoán hơn trong công việc ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tin tưởng vào sự lựa chọn và các kế hoạch mà bản thân mình đã đưa ra. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên lắng nghe ý kiến, góp ý từ người khác để có cái nhìn đa chiều hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, mối quan hệ về tình cảm của bạn bị rối ren, nhiều bấp bênh. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, khoảng cách giữa hai trái tim lớn dần khi không tìm được tiếng nói chung. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 59, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.